Đây các bạn có một em gái mới gửi sửa cái quạt Vinado này các bạn. Đó, em ấy mới gửi sửa cái quạt. Em ấy nói cái quạt ghim vô có khi nó không chạy, còn có khi nó chạy yếu. Đấy, giờ mình đã ghim điện rồi nha các bạn. Đây, mình đã ghim điện rồi này. Đó. Rồi, giờ mình sẽ kiểm tra thử. Bấm nguồn. Đó, số 1, số 3, số 2, số 1. Đó. Đây các bạn. Đây các bạn, mình sẽ ghim nguồn nhé. Số 3 này. Số 2 này. Số 1. Rồi, im gu luôn các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra mình sửa thôi. Đây còn thấy chưa chân tháo rồi thấy có một chùm dây đây. Chùm dây này là dây gì đây ta? Đây có hầu như có thay sữa đâu. Rồi. Điều đầu tiên mà quạt mà nó không có nguồn thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo cái dây điện nguồn vào trước. Đây còn chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo dây điện nguồn vào trước nha. Đây mình để xuống cho các bạn xem cho nó rõ. Đây mình lấy đồng hồ của mình bật dây than đo thông mạch. Đó. Bật dây than đo thông mạch nha các bạn. Các bạn đo một đầu của cái chuôi cắm điện và một đầu của trên một sợi dây bất kỳ ở đây cái nguồn điện vào của nó này. Một đầu của sợi dây đen và nguồn vào này. Kêu tiết tiết thông mạch. Đầu của chuôi điện thêm một đầu của tụ. Rồi, thông mạch ok. Thì là chúng ta xác định đầu tiên là cái đường dây điện nguồn vào không có vấn đề. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo tiếp hai đầu tụ. Đây các bạn đo hai đầu tụ. Chúng ta bật dây than đo ôm. Đây chúng ta bật dây than đo ôm nhé. Đo hai đầu tụ này. Hai đầu tụ rồi. Im gu. Đó, hai đầu tụ không có hiện tượng gì hết. Này nó đang ở chế độ đang ở mê, chúng ta chỉnh về ký luôn thôi. Không có hiện tượng luôn. Đo hai sợi dây số. Này. 0,095 ôm. Sợi dây số còn này. Một 191 ôm. Đây. Số 1, số 2, số 3 còn. Đâu mình đo từ cái sợi dây màu đen tới sợi dây số còn không nhiêu rồi. Số bất kỳ rồi. Hồng tới số bất kỳ rồi. Sợi dây hồng tới số bất kỳ còn. Sợi dây đen tới số bất kỳ không còn. Vậy là cái trường hợp nó bị đứt cái sợi dây. Nó đứt cái sợi dây của cái cuộn chạy rồi các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta quay lên trên đầu này chúng ta xử lý nha các bạn. Đây chúng ta sẽ quay lên trên đầu để xử lý. Rồi. Các bạn sẽ tháo cái con ốc ở phía sau ra. Đây. Rồi. Cái quạt này cái cuộn dây nằm phía trước. Cuộn dây nằm phía trước nha các bạn. Cho nên là chúng ta đây chúng ta hạ cho cái quạt thấp xuống đi. Hạ cho cái quạt thấp xuống. Cái quạt này có dấu sữa rồi các bạn. Cái quạt này có dấu sữa rồi nè. Có dấu cắt sữa này. Chúng ta tháo cái nắp. Đây
sau ra trước đi. Bài này còn ngon. Rồi để chúng ta lấy con dây ra. Đó. Rồi bây giờ cái cuộn dây của nó như thế này. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta kiểm tra cái sợi dây màu bạc của nó. Các sợi dây kia thì nó không có đứt như các bạn. Chúng ta chỉ kiểm tra cái sợi dây màu bạc thôi. Màu bạc, màu đen á. Đây. À đây các bạn thấy không? Đứt rõ ràng nè. Đó. Các bạn thấy đứt rõ ràng các bạn thấy không? Nè, đứt ra nè. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ lấy cái mô hàng chúng ta hàng lại thôi. Không có gì là vấn đề cả. Đây rồi, chúng ta lấy mô hàng. Mình sẽ ghi mỗi hàng luôn. Ghi mỗi hàng cho nó nóng nha các bạn. Đó, mình sẽ để mỗi hàng đây đi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta xử lý cái này. Đây. Mình lấy cái nhíp cho các bạn. Mình lấy cái nhíp này. Mình lôi cái sợi dây này ra một tí. Đó, xong cái mình quấn. Quấn đều vô cái sợi dây màu bạc này. Đây cái quạt này chắc cũng có lúc chắc nó cũng quay có lúc không, là tại vì cái đầu sợi dây thì nó bị đứt, nhưng mà có khi cái đầu của nó chấm nhẹ vô đây cái nó quay, làm quạt quay có lúc quay có lúc không. Mà có lúc nó nẹt tẹt 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 nó không. Đây rồi mình mới bắt đầu chúng ta lấy cái đồ của đây, chúng ta lấy cái dao chúng ta cạo cái lớp vẹt ni đó các bạn. Ta cạo cái lớp vẹt ni này, này. Rồi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hèn vào. Để chúng ta cạo cái lớp vẹt ni rồi sạch đi các bạn. Rồi. Xong rồi các bạn cho một ít nhựa thông vào trên đây. Cho một tí nhựa thông nha các bạn. Rồi ok. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hèn lại thôi. Đây các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho ít chì hèn lên lên mỏ hèn nhé. Đây các bạn, mình cho một ít chì hèn lên mỏ hèn nhé. Đây, các bạn cho ít chì hèn lên mỏ hèn. Rồi chúng ta quét đây, chúng ta hàn cái sợi dây chúng ta lại. Rồi chúng ta coi kỹ đây coi nó dính chưa nha. Đây mình lấy cái dao mình cạo nhẹ ra thử cho nó. Đây. Rồi. Đây là dính là cực kỳ khô rồi các bạn. Bây giờ nóng. Rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đo thử. Rút chưa hèn đi. Đây, mình sẽ đo nha các bạn. Mình sẽ đo thử coi nó có lên chưa. Coi nó có trở kháng chưa. Đây, một cái sợi dây. Chưa, này cầm sao vậy. Đây. Mình sẽ cầm cho nó dính vào nha các bạn. Nè.
đây là 523, chắc sợi dây số 100, chắc sợi dây màu hồng chắc luôn. Đúng rồi. Rồi, ok. Để tiến hành mình hàng xong, giờ tiến hành mình ráp lên nha các bạn. Số 3 này. Thôi các bạn thấy không? Ok, thấy không các bạn? Đó, các bạn thấy ok các bạn không? À, cái quạt này thì nó bị đứt cái cuộn, nó bị đứt cái sợi dây đồng trên cái sợi dây màu bạc, nhưng mà chúng ta tháo rồi chúng ta hàn lại là rồi nó ok. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để cho mọi người cùng biết nha. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, nút chuông kế bên cho mình một like nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.